xe rùa chở vào tận trong nhà đấy các bạn. Để xa la đù lanh sim ấy. Tôi Phong xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở về kênh của Tôi Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay là mình thu hoạch hành đấy các bạn. Hành trồng thử nghiệm thì chờ đợi cũng đã lâu rồi. Hôm nay là các bạn trong trang trại là thu hoạch. Sino hàng ca xin. Leo xin chào các bạn. Leo xin chào các bạn. Estamos aqui a colhermos as cebolas para não estragar por causa da chuva. Sim. Assim, é? Assim, é. Đết, đết. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqueles que já perdem? Perdeu, guarda outro, cito. Oito, nove. Grande, pequeno, o problema porque eu quero entender de quanto. Sim. Depois, perdeu, sabe. Conta assim, deixa aqui. Outro meio, deixa aqui. Deixa assim. Deixa lá em cima de mesa. Ok, é pra contar? Sim, conta. Amarra uma monte. Ganha bom assim. 2, 4, 6. 1, né? 8. 2, 10. 3, né? 12. 4. 13. 5. Dez assim só. Dez. Monte assim só. Dez só. Dai o fio. Acorda. Dez assim. Grande e pequeno. Junto igual. Đây là những cái bó hành các bạn. Mình sẽ bó vào 10 củ một bó. Thì là cái lạt này là mình vừa mới hướng dẫn các bạn ấy chẻ ra. Nhưng mà che đây thì mình không biết phải do làm sao. Che khó làm đấy các bạn. Cái lạt nó hơi dày. Dao thì là dao mỏng rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn leo lên tí. Bạn ấy biết đường bạn bó hay không thì bạn không biết bó. Leo vây kia về. Đây xin. Phút xa xin. À xin nhé. Ok. A bê ta mùi tù bông á. Am ha y nâu. Thì bù tèo nâu. À xin. À xin. Sì, guarda uno là otto lato. Pusa bon. Non intende partire de corda. Bạn không biết là bạn có thể buộc được không? Vira, vira, vira. Noi. Assì. Noi partire. Đa đa mau tèo ấy. Về. Về xin. À xì. Xin. Xin đâu bà tiêu. Đa bà tiêu. Về. Pega mau xin. So. Dễ như vậy mà bạn ấy có không buộc được đâu các bạn. Vai út tù. No. Về, pega aqui. Pega aqui, mau. Pega aqui. Suna du, tira mau aqui. Pega aqui. Pega sim, igual sim, ok. Sim, ok, tá bom. Se eu não pegar aqui. 2. Assim, leu. Assim, guarda outro monte. Depois contar. Tudo conta bem. Esse tem quanto? Puxa, puxa mais. Pega mal. Pega bem. Sim, ok, vira. Assim já, abre uma pouco ali, abre esta lado aqui. Cuidado para ti. Um botão.
Dạ. Tá bom. Leo. Tá. Normal, normal. Normal. Đây là những cái thành quả mà các bạn ấy một thời gian rất là dài các bạn ạ. Mê củ hành mới to như này. Còn diện tích hành chỗ này thì chắc là phải đến một sào hành như các bạn. Còn ở đây là đợt vừa rồi các bạn ấy cỏ để mọc tốt như đấy các bạn, là mình không dám để cho các bạn ấy vào kiểu cỏ, tại vì nó sợ dập lá hành như các bạn. Nó dập lá hành thì nó sẽ bị hỏng hành, nó sẽ già sớm đấy các bạn, nó bị lụi, nó chết lá, nó sẽ bị hỏng hành. Còn bây giờ ở đây tạm thời là có hai bạn là thu hoạch, thì bạn ở đây có bạn Leo là mình đang hướng dẫn bạn ấy cách buộc hành. Dạ, tôi sẽ quan tâm đấy. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Quế Bonito đây. Hôm nay lại ké ở video của Tony Phong nhá mọi người nhá. Xuống dưới này thì cũng nhân dịp mà Tony Phong cùng với các bạn ấy đang thu hoạch hành ở đây mọi người ạ. Xin chào mọi người, quan sát thấy cái vườn hành của Tony Phong này. Đấy, vườn hành của Tony Phong trồng cũng khá là nhiều. Nhưng mà cỏ cũng tương đối. Đấy mọi người quan sát này. Trong cỏ tương đối này thôi, nhưng mà dưới khá là nhiều hành đấy mọi người nhá. Củ cũng tương đối to đấy chứ cũng không bé Vinh đâu. Tí. Mọi nhà người quan sát phủ. Đấy là không biết là mọi người thì có theo dõi lâu không. Thế nhưng mà đếm ở đây là cũng có đến tận mười mấy 20 luống hành dài đấy nha mọi người nhá. Anh Phong anh cũng để khá là lâu rồi mà không thu hoạch. Nhưng mà bây giờ bởi vì thời gian vừa rồi là hành ở đây người ta bán ra chợ rất là nhiều mọi người. Thế cho nên là hành khi mà mang ra chợ bán thì nó cũng bị rẻ đấy. Đợt này thì lại trúng vào cái giai đoạn mùa mưa mà hành nó cũng nhân vì dịp già rồi. Thế cho nên là vừa già xong rồi liên quan tới mùa mưa, hành để ngoài này nó sẽ bị thối khi mà dính mưa thứ. Cho nên anh Phong hôm nay chủ trương cho các bạn đi thu hoạch mọi người. Và nhân tiện đây thì Quyết cũng chiếm quyền sóng của kênh Tony Phong để đi review cho mọi người một tí xem là cái hành của Tony Phong trồng với các bạn ấy như thế nào mọi người nhá. Đấy. Đây. Tony Phong cùng với Leo đang buộc hành đây. Chẻ cây tre để làm lạt buộc. Mình đang chẻ tre ra làm lạt đây các bạn. Nhưng mà tre bên này các bạn ấy chẻ tre là chẻ ra làm lạt, nhưng mà lạt nó không được đẹp các bạn, chỗ dày chỗ mỏng. Trông Leo vẫn còn lóng ngóng ấy nhỉ. Leo bạn ấy đang học cách buộc ấy. Củ xem nào, xem củ nào. Mọi người để Quyết review cho mọi người củ hành nhá. Đây. Củ hành giống y như củ hành tây. Đây mọi người quan sát này. Chỗ này cũng không có nhiều củ to lắm nhỉ. Chỗ này củ chỗ này là trước các bạn ấy thu hoạch rồi. Ba cái luống này thu hoạch rồi. Còn là dịch về đằng kia thì là chưa thu hoạch. À thế không cách nào. Củ to nhìn thấy được khoảng tầm 50% củ là củ to thôi mọi người ạ. Thế chúng ta đi ra cái khu vực nhiều cỏ nhất đấy mọi người nhé. Xem là cái gốc cỏ nó có to hay không. Theo như lý giải của anh Phong thì anh không để cho các bạn ấy dọn cỏ ở đây, bởi vì là cái thời gian trước ấy, cái hành gốc của nó khi mà các bạn ấy vào dọn cỏ một thời gian là cũng bị lung lay, xong nó chết nhiều ấy, nó thối nó dập nhiều. Thế xong rồi là sau này anh Phong bảo các bạn ấy thôi, đừng dọn cỏ nữa, cứ để như vậy. Cho nên là mọi người thấy bây giờ là nó bước vào mùa mưa cho nên cỏ nó cũng phát triển nhanh hơn. Cho nên là nó lấp không nhìn thấy hành đâu. Tuy nhiên thì củ hành cũng khá là to mọi người ạ. Đây. Đấy. Đây này. Đấy có củ này già nó đã khô lá xuống dưới rồi. Số hàng cao để mua ra bue. Nói chung là củ hành cũng tương đối ok đấy nhỉ mọi người. Đây. Đó. Này. Này nó đã khô, có những củ nó đã khô xuống dưới cuống đây rồi này. Có những củ này rồi nó lấp ở dưới đất này. Đấy, nhưng mà nhổ lên thì củ cũng khá là to này. Đây. Đây. Nói chung là hành ở đây Tony Phong trồng cũng tương đối mọi người, tương đối. Nó không phải là diện xuất sắc nhưng mà chấm điểm là được khoảng tầm 70-80% nha mọi người nhé. Lần đầu tiên trồng mà hành nó được như này là cũng ok rồi đây này. Đây nó khô cái đầu rồi, xong bắt đầu là nó rụi hết rồi đây này. Đây là hành cũng đã đến lúc cần phải thu hoạch rồi. Tôi phong thu hoạch vào thế xong rồi là sẽ để vào trong bóng râm cho nó mát, cho nó khô dần dần mọi người nhé. Thế xong rồi sau này sẽ mang ra chợ bán dần hoặc là tiêu thụ như thế nào thì lúc đấy anh Phong sẽ lựa để tính đường tiêu thụ nha mọi người. Đây. Đó.
vận hành khá ok nha mọi người, khá là ok. Khả năng cái này là chúng ta tích trữ thành hành khô là được rồi đấy. Đây, tích trữ thành hành khô được rồi. Sandra với vợ của Asusao đâu anh Phong? Vợ bà Asusao bạn đang dọn ở kia. Monezata tu đủ complet tuổi. Chào mừng các bạn đi ra cho các bạn đi thu hoạch cùng đi thôi cho nó nhanh, cho nó nhộn nhịp chứ. Đây. Đây, như cái củ này thì để nó hay này anh Phong này. Như củ này là coi như là khô luôn rồi này. Ừ, củ đấy anh để gọn vào chỗ không buộc được tại vì nó bị ấy rồi. Như củ này đâu, củ này không hỏng đâu. Nó có hỏng đâu. Nó bị rụng cuống. Nó rô khô cuống nhỉ. Khô cuống như này khá là ok đây này. Khô cuống như này đỡ mất công phơi này. Đẹp, củ này to, tròn. Nói chung là vườn hành tuy nhiều cỏ nhưng mà hành cũng rất là nhiều. Cho nên mọi người chờ đợi xem là đến cuối cùng thu hoạch Tony Phong cùng với các bạn ấy thu hoạch được bao nhiêu hành nha mọi người nha. Cái này có tính được bằng tấn không anh Phong ơi? Chỗ này số lượng thì nhiều, cái này thì anh không rõ lắm. Nhưng mà cũng phải đến 1 tấn hành đi các bạn. Không rõ lắm mà đến 1 tấn hành Tony Phong cũng sắp bốc phép được rồi đấy mọi người ạ. Cho một sao các bạn. Mình đi bốc phép một tí qua này đây thì Tony Phong với các bạn đã buộc cũng khá khá này, cũng nhìn cũng ra số lượng hành ấy chứ không ít đâu nhỉ. Đây này anh Phong ơi, còn những cái củ này đừng quên nhổ đi này, chứ những cái củ này mới là củ ngon đấy này. Đấy, sót đấy. Đây này, những cái củ nào mà nó đã trụi lá rồi ấy là vẫn nhổ đi, đừng để sót này. Đây này, ôi củ này thối, này thối, củ này hỏng, còn nhiều củ nó trụi lá mà. Hành cũng to đấy chứ, cũng tương đối đấy chứ. Cái củ như này ngoài chợ bán đắt này. Ở ngoài chợ thì củ nhỏ nhỏ này thôi các bạn này. Củ nhỏ nhỏ này thôi, còn mình đây là củ to nhè rồi. Cái dạo này là bán cũng đã được giá được cả. Nha. Bán buôn là 6-7 củ là 500 quan, nhưng mà như vậy là vẫn rẻ lắm các bạn ạ. Cái này mình để cố thêm một thời gian nữa. Cất trong nhà thì bán sẽ có giá hơn. Tức là mấy cái luống ở phía bên này là bữa trước là chọn lọc hết những cái củ to rồi đúng không? Bây giờ nó còn sót lại những củ nhỏ thôi. Đây, hai vợ chồng ai xuống sao. Hành dễ nhổ nhỉ. Quỳnh và Azuda Tony Phong đây. Quỳnh nghe đi đây nào. Quỳnh Azuda Tony Phong nào. Nào, Quỳnh sang giúp cho Tony Phong nhổ hành như nào. Ừ, xin. Và Azuda Tony Phong nào. Vô ăn nào. Ui dồi. Rồi, và Azuda Tony Phong đây. Ừ, xin. Đấy, để cho Quỳnh con sang hỗ trợ Tony Phong nha. Quỳnh có biết nhổ hành không? Ra đây nhổ cùng với Tony Phong nào. Trời, khả năng sắp mưa đấy anh Phong ạ, chắc là phải làm nhanh lên. Rồi mọi người ạ, thế bây giờ là Quyết sẽ đi việc của Quyết đây, còn để cho Tony Phong cùng với các bạn đi tiếp tục làm thôi nha mọi người nhá. Ừ, Quỳnh Aranka đi. Thế nào? Ui dồi. Củ hành sao lặng thế hả Quỳnh? Ở đây xay, để xay. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Bye bye khán giả Tony Phong nha. Mọi người tiếp tục theo dõi Tony Phong thu hoạch cùng với các bạn. Bây giờ Quyết sẽ lượn lờ đây. Buổi chiều ngày hôm nay là các bạn ấy thu hoạch được 6 luống đi các bạn. Thì bạn nêu là đang buộc lốt chỗ này, đang hết dây rồi, ngày mai các bạn sẽ thu hoạch tiếp. Bây giờ các bạn nên vận chuyển chỗ hành mà các bạn ấy đã nhổ lên, chuyển về nhà cái để là thì thời tiết cũng đã tối đấy các bạn. Thì các bạn ngày mai là sẽ tiếp tục là thu hoạch buổi sáng mai, thu hoạch sớm, ngày mai là thu hoạch xong. Ngày hôm nay thì là mới được 6 luống thôi, còn ở chỗ kia là còn 13 luống nữa. Còn để tối nay thì bạn nêu là chắc là bạn ấy sẽ tách được cái lạt đấy các bạn. Lạt thì ở đây là cái mắt của nó đấy các bạn, mắt của nó là tách là rất là khó tách. Nhưng mình cũng các bạn ấy làm nhưng mà nó vẫn bị đứt đấy các bạn này, nó vẫn bị đứt. Dao là mình sử để cho các bạn sử dụng dao mỏng đấy các bạn, để tách lạt ra nhưng mà cũng rất là khó làm.
Nhưng mà lạt buộc thích lắm đấy các bạn. Bây giờ bạn nêu là buộc là quen tay rồi. Còn trên kia là bạn Susa. Ok. Susa là bạn ấy trông vào buổi tối, còn ngày là bạn đi, nghĩa là cứ lúc nào mà mình thu hoạch đấy các bạn, là bạn ấy ra để xem là mình thu hoạch đến đâu, để tối bạn ấy biết bạn trông. Còn hành thì là cũng có rất là nhiều củ nhỏ đấy các bạn. Có rất là nhiều củ nhỏ. Chỗ này là những củ hành nhỏ là mình để gọn vào một bên, để gọn vào bên để các bạn ấy ăn dần. Trước mắt là ăn những củ nhỏ ăn trước, còn những củ to kia để ăn sau. Còn bao nhiêu thì mình sẽ mang đi chợ bán. Hôm nay thì là 6 luống hành đã trở về kia một xe rùa rồi đấy các bạn. Chỗ này thì chắc là đầy một con ba gác. Như phần trên này là luống bên ngoài đấy các bạn. Luống bên ngoài cùng này thì là củ to hơn. Còn đi dịch vào trong, bên núi trong kia thì củ nhỏ hơn một chút. Hôm đầu tiên chuyển về thì bạn ấy sẽ để ra bên ngoài cửa đấy các bạn, ở dưới chỗ bóng râm. Cho nó khô hết cái đất đi, xong rồi mình sẽ chuyển để vào trong nhà. Trên giàn thì tím qua đấy thì các bạn sẽ biết được giàn hôm nay là bạn leo bạn hoàn thành làm như thế nào. Còn chỗ này là một chậu. Chậu này là những cái củ mà nó, cái cuống của nó còn ngắn đi các bạn này, là mình để gọn vào. Không buộc được là các bạn sẽ để gọn vào để trong nhà, nó khô dần, nó sẽ không bị hỏng hành. Chỗ này là 6 luống, mỗi luống một ít là đã đầy cái chậu rồi các bạn. Rất là nhanh. Mình, bạn nêu là cũng hỏi mình bảo tại sao lại phải buộc như thế này. Thì mình cũng giải thích cho bạn ấy là sau khi là buộc như này thì các bạn ấy vận chuyển, mà vận chuyển thì nó nhanh hơn. Còn là các bạn ấy mà không buộc ấy là cứ sử dụng là nhặt từng củ một thì nó rất là lâu. Mà bây giờ các bạn ấy tóm một cái là cầm một mớ như vậy thì số lượng nó sẽ nhiều hơn và nhanh hơn. Còn bạn Sandra thì đang dọn khu đất bên gia đình nhà bạn ấy, là hai quy là đã để cho bạn ấy làm ở cái góc chỗ nhà bạn Tám. Am ha bông. Bông. Ha vi đủ à. So ta bông a sinh bông. A sinh giá ta bông. No sayu. Sao lo sayu você vê, você pega, você anda ali. Não caiu. Anda, mexeu. Tá ali, mexeu. Não mexeu. Gian nhà này mà mình với bạn nêu làm ở đây các bạn, là đợt vừa rồi có một trận mưa rất là to. Trận mưa đầu mùa là không có bị dột đâu các bạn. Nhà này không bị dột. Các cháu đang ngồi đây nghịch đất đấy các bạn. Quỳnh à. Quỳnh đâu rồi, làm gì đây? À Quỳnh. Ok. Còn vợ bạn Asusao ra kia tưới rau diếp đấy các bạn. Rau diếp mà mình gieo là cũng to rồi các bạn, nhưng mà các bạn chưa thời gian để trồng. Hai ngày nữa thì mình sẽ đánh ra trồng đấy các bạn. Đợi thời tiết nó mưa xuống thì là trồng thì nó không bị chết, nó không bị trột. Chỗ này là mình trồng đầu tiên. Còn bên này là mình gieo sau đấy các bạn. Gieo sau nhưng mà lên cũng rất là đẹp rồi. Chỗ
Chỗ này là mình dự tính là khoảng tầm 4 ngày nữa sẽ trồng để cho nó to bằng bên kia đấy các bạn. To thì trồng nó dễ trồng hơn, mà các bạn nên lấp thì nó không bị lấp vào ngọn. Cebola để sát sinh nhau. Ok, hành là mình đã vào trong chỗ mái hiên đấy các bạn. Xong rồi là ngày mai khô đất thì mình sẽ di chuyển vào trong nhà. Guarda dentro. De sala in cima mesa. Perché fogna in Isabelle so de amaha monti de sa fora. Sin de sa sin. Depois de sala du qui. Bạn ấy xếp dựng như vậy thì nó khô đất nhanh hơn, mà cái lá nó ra bên ngoài các bạn, đêm đến mà mưa thì là nó có hắt nước thì nó không hắt vào cái trong cái củ kia thì nó sẽ nhanh khô hơn. Còn là bây giờ mình sẽ vào trong nhà các bạn. Đây là dàn các bạn đã làm xong đấy các bạn. No caillou. No. Bon, các bạn ấy sẽ giải hành ra như này các bạn. Chỗ dàn này thì là vẫn còn hơi nhỏ đấy các bạn. Mà sau này thì là cứ hành bán hết rồi thì các bạn lại để ngô. Ngô thì tách ra lại để trong bao, bao và để lên cao các bạn, thì nó sẽ khô và nó không bị hỏng. Còn trong cái bao này các bạn, đây là chả chuộc đấy các bạn, chả chuộc bạn ấy bắt bạn để đây, tối các bạn ấy rán ăn. Toàn bộ là những cái đồ đạc mà bé bé là mình sẽ để hết xuống dưới gầm các bạn, để hết xuống dưới gầm thì nó nhìn nó sẽ gọn mà nó đẹp hơn. Còn bên ngoài này, còn chỗ này là hạt giống đấy các bạn. Hạt giống thì mình lấy một loạt đầu tiên đấy các bạn. Ở trong kia thì mình cũng đã cất đi khoảng được lửa chai rồi. Ngày xưa thì mơ ước mãi mới có được một ít giống đấy các bạn. Còn bây giờ thì đã để số lượng giống rất là nhiều. Còn bên này là cảnh ngồng. Cảnh ngồng đấy các bạn. Ngoài vườn hôm qua hôm kia là các bạn ấy cắt và phơi kia, hôm nay là mình để cho các bạn ấy hạt rau là đẹp đấy các bạn, bị lẫn đất một ít thôi, đất thì vừa mới làm khô xong thì tí mình sẽ sàng là nó hết. Còn bên kia là bạn nêu là ngày hôm nay là từ ngày hôm qua là cái máy cưa được sửa xong đấy các bạn, là các bạn làm xong dàn. Và đây là bạn ấy làm củi để cho cháu ở trong này là không đi linh tinh như các bạn. Nhưng mà cái củi này thì hôm nay mình xuống thì thấy bạn làm là hơi to, mà khe hở thì cũng rất to đấy các bạn. Cái này là cũng chưa được, bạn ấy sẽ sửa lại. Mình theo mình chỉ làm nhỏ thôi. Pusa, pusa. Hala cùng. Xe rùa chở vào tận trong nhà đấy các bạn. Để xa la đủ lanh sim ấy. Leo để xa banh à? Để xa sinh đâu?
Năm nay là cũng là năm đầu tiên trang trại trồng thử nghiệm hành, hành tây. Thì là hành tây phát triển cũng rất là tốt. Sau một thời gian dài các bạn ở trong trang trại chăm sóc thì hôm nay cũng đã được thu hoạch đấy các bạn. Còn số lượng thì hành thì còn số lượng rất là nhiều, còn 13 luống nữa đây các bạn thuật có 6 luống là số lượng được tương đây, chỗ này là nếu mà tính ra là phải được một xe ba gác đấy các bạn. Sì, amanhã de sa levantar, lanh ba su animo nha lu to bông, lanh ba su. Cho ấy ngày mai các bạn sẽ nhấc nhấc ra, xếp lại. Podemos espalhar um pouco aqui. Sim. Quando tiver muito sol. Nêu rồi, bye bye các bạn nào. Bye bye các bạn. À, bạn Nêu và bạn Thu Sao tiếp tục là vận chuyển hành vào đây các bạn. Còn thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh.